Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày của mẹ và chúng tôi sẽ dành thời lượng của câu chuyện buổi tối để quý vị và các bạn có dịp gặp gỡ và trò chuyện với một con người đặc biệt mà cách đây hơn 30 năm thì ông đã làm một việc mà có lẽ là những người bình thường sẽ chẳng làm. Đó là đào mộ của mẹ để lấy sọ dựng lại khuôn mặt người đã sinh ra mình thành tượng. Chuyện tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ thì có thể là quý vị đã từng nghe nhiều, nhưng chủ yếu là trong lĩnh vực khảo cổ học. Thế nhưng mà chuyện một con người bình thường vượt qua rất nhiều định kiến của xã hội để làm công việc này thì chắc hẳn phải có những nguyên nhân sâu xa ở đằng sau. Nhưng trước khi gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật đặc biệt này tại trường quay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến thăm một vùng quê yên ả của xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nơi diễn ra sự việc có 102 này. Trên bàn thờ này không thờ di ảnh của một người quá cố mà thờ một bức tượng. Điều đặc biệt là bức tượng không phải được dựng bởi sự quan sát của người thân khi bà còn sống mà được tái tạo từ hộp sọ sau hơn chục năm bà qua đời. Người tạc tượng là con trai bà, khi ấy là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sự việc gây chấn động cả vùng quê, nhưng điều kỳ lạ là tất cả những thành viên trong gia đình chàng sinh viên ấy đều ủng hộ, vì cho tới ngày bà mất vẫn không có một tấm ảnh nào để lại. Cậu ấy làm thì chị em tôi cũng không ai biết cả. Đến lúc mình về thì chỉ biết là mọi người nói là cậu ấy đưa cái sọ của mẹ lên để đắp lại tượng thì thành bằng thạch cao, thì lúc đấy chúng tôi mới biết. Thì nên là không biết, thế sau đâu bỏ làm xong 3 ngày thì cậu lại đưa mẹ xuống chỗ mộ trước. Thế thì hình như vậy. Thế thì thôi, thì nói chung là mẹ mất quá sớm mà lại mất cái kiểu đột ngột, thế nên là ảnh của người nó không có một tí gì về ảnh của mẹ cả. Mà các em hồi nó còn nhỏ, chúng nó còn nhỏ quá. Em út mới có 7 tháng tuổi, 7 ngày tuổi. Việc dựng tượng chủ yếu theo ký ức mơ hồ của chàng sinh viên về hình ảnh của người mẹ khi bà mất, anh mới chỉ 7 tuổi. Đến khi được mọi người trong nhà xác nhận hình ảnh giống nhất, thì lúc đó bức tượng thạch cao cũng hoàn thành. Tới nay sau gần 40 năm, chàng sinh viên ấy đã trở thành một vị tiến sĩ trong ngành hàng không. Nhưng ký ức về những ngày miệt mài, liều lĩnh, làm việc động trời vẫn còn nguyên vẹn. Thưa quý vị, vào lúc này thì chàng sinh viên của 38 năm trước đang có mặt trong trường quay của chương trình Chào Buổi Tối để kể cho quý vị nghe về câu chuyện ly kỳ này. Xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thi Sơn, nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi. Xin chào và cũng xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thi Sơn đã tới với trường quay Chào Buổi Tối của chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thi Sơn, là cách đây khoảng 40 năm, khi đó thì anh mới ở độ tuổi là chưa đến 20 tuổi đúng không? Vì sao mà anh lại dám làm một công việc động trời, đó là đào mộ của mẹ lên để lấy sọ đắp tượng? Vậy thì vào khoảng thời gian đó thì động lực nào đã thôi thúc anh hành động như vậy? Vâng, thưa quý vị, tức là động lực duy nhất đối với tôi thời gian đó, tức là một cái niềm khát khao có mẹ và nhìn thấy được cái hình ảnh của cái người mẹ thân thương của mình. Tuy nhiên là khi mẹ tôi mất thì tôi còn quá nhỏ, có 5-7 tuổi, thì cái ký ức về chân dung người mẹ gần như không có trong tôi. Và cái niềm khát khao đó đến mức độ mà sau khi mẹ tôi mất, tôi trở thành một cái đứa trẻ lang thang trên đường phố Kim An ở thị xã Thái Bình, bán thuốc lá dạo, và có một hình ảnh một cái người bà cụ bán nước ở tại bến xe Thái Bình, và mang một cái hình mẫu rất là chung của cái người phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ, có cái hình dáng gì đó với cái mẹ mình. Và tôi có một cái ước ao rằng liệu đây có phải là mẹ mình không, và ngày nào cũng tạt qua để ngắm bà. Và đấy là một điều khao khát nhất của một người con có một người mẹ. Và đấy là cái động lực mà thao thức tôi, thôi thúc tôi mà trong quá trình rất nhiều năm và hàng vài chục năm trời để tôi theo đuổi nó. Và đến khi có cơ hội thì tôi sẽ thực hiện được cái điều đó. Vâng, như vậy là xuất phát từ khát khao được gần gũi với hình tượng của người mẹ
được có một bức ảnh hoặc là có một biểu tượng nào đó của mẹ ở bên cạnh mình thì đã thôi thúc cho anh có hành động như vậy. Tôi được biết rằng là cái việc mà động mồ động mả là rất là bị kiêng kỵ trong đời sống tâm linh của người Việt, đặc biệt là ở những làng quê và đặc biệt là khoảng thời gian cách đây 40 năm thì nó lại càng là chuyện kiêng kỵ hơn nữa. Vậy thì khi mà anh có hành động như vậy thì anh đã gặp phải những cái phản đối gì từ những người thân trong gia đình hay là những dị nghị gì từ hàng xóm láng giềng? Bởi vì tôi biết rằng đó là một câu chuyện động trời ở một cái làng quê nghèo vào khoảng thời gian đó. Vâng, đúng vậy. Bởi vì liên quan đến cái chuyện mồ mả thì đó là một cái văn hóa tâm linh và là một cái rào cản rất lớn đối với cái người Đông Á, châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Vậy thì tôi cũng đã xác định được rằng sẽ một cái rào cản sẽ là nằm ở chỗ này. Nhưng rất may mắn là khi cái ý tưởng của tôi đặt vấn đề với người bố của tôi và được ông ủng hộ ngay từ đầu thì đó là cái thành công rất lớn. Và chính vì cái thành công mà được sự ủng hộ của người bố của mình thì hai cha con quyết định là gì? Bí mật làm cái điều này, không để cho ai biết. Bởi vì cái việc mồ mả mà liên quan đến tâm linh ý, thì mọi người phải hình dung một điều này. Không phải là cho nó chỉ ảnh hưởng đến cái phúc họa của gia đình mình, mà còn ảnh hưởng đến phúc họa của những người bà con. Chẳng hạn như là bà con cô bác ruột thịt của mẹ tôi, thì biết đâu đấy có một cái ai đó ngăn cản việc đó thì có nghĩa là cái kế hoạch của mình sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì thế mà hai bố con đã bàn cách là bí mật làm, không cho ai biết. Thậm chí là khi cái quá trình tôi làm thì phải lấy ý kiến của những người thân, những người họ hàng, và người ta đứng trước tượng mẹ tôi, người ta cũng không thể biết được trong cái tượng mà tôi đang đắp đó là hài cốt của mẹ tôi. Và chỉ thành công, chỉ biết sau khi này chúng tôi đã thành công, mà mãi sau này người ta mới biết. Vâng, đấy là có thể coi là một cái rào cản rất lớn về tâm lý, và anh cũng đã vượt qua với sự ủng hộ của bố mình. Và những ai mà không may mắn mất mẹ từ sớm chắc chắn là sẽ hiểu và rất chia sẻ với cái động lực đã thôi thúc anh làm cái việc đó. Nhưng mà cái việc làm như vậy thì chắc chắn là sẽ phải đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là cao, mà các nhà khoa học thì người ta làm được, nhưng mà anh lúc đó chỉ là sinh viên năm thứ nhất thôi. Vì sao anh có tin là mình có thể thành công được như vậy ạ? Vâng, đây cũng có lẽ đây là một cái rào cản lớn nhất trong cái kế hoạch của tôi. Bởi vì sao? Tức là nói về cái kỹ thuật phục chế thì mọi người hiểu rằng đấy là cái nghiệp vụ và cái nghề nghiệp của những nhà khoa học, khảo cổ học. Nhưng mà ngay cái thời điểm tôi làm cách đây đã là khoảng 38 năm. Vậy thì cái thời điểm đó là cái kiến thức về phục chế của Việt Nam cũng còn rất là non nớt. Và tôi đi tìm hiểu và cũng không học hỏi được cái gì thêm. Tuy nhiên là cái việc phục chế của các nhà khoa học lúc đó về khoảng khoa học ấy, thì người ta chỉ tạo dựng một cái tiêu bản về form mẫu cơ bản, thí dụ như hình dáng tiêu bản của một loài động vật nào đó hoặc của người tiền sử, tức là cái form, chứ không thể đưa ra được chi tiết về nhận dạng riêng của từng cá thể một. Chính vì thế mà cái công việc đó thì nó là một cái, tôi xác định nó rào cản lớn nhất. Rất may mắn là thế này, tức là năm 1978, trong cái lúc là tôi sinh viên năm thứ nhất, tôi đọc được một cái mẩu tin rất quý ở trên báo Văn Nghệ, nói về một cái phục chế một cái tượng đài vô danh của hai liệt sĩ vô danh của một họa sĩ người Nga trong thời chiến tranh chống phát xít Đức, có công rất lớn. Và từ người ta phục dựng không phải là từ hộp sọ như tôi làm, mà từ hai mẩu xương, ở xương ống chân ống tay của cái hai người chiến sĩ đó. Và trong cái tư tưởng của tôi, trong suy nghĩ tôi rằng cái việc mà từ cái hai mẩu xương nó rất khó như thế người ta còn làm được, thì có nghĩa là cái việc phục dựng một cái chân dung một người mà từ cái xương sọ là dễ nhất, tại sao mình không làm được? Thì đấy là một cái mà thôi thúc tôi, tin tưởng cho tôi trong cái công việc của tôi là sẽ thành công. Vâng, và tôi biết là anh cũng đã phải thử đi thử lại rất nhiều lần và cuối cùng cũng đã thành công. Tôi rất là băn khoăn cái cảm xúc của anh sau một thời gian rất dài khát khao được có mẹ ở bên dù chỉ là một bức tượng. Khi mà anh hoàn thành bức tượng đó thì cảm xúc của anh như thế nào? Nói thật một điều là tôi vô cùng hạnh phúc. Bởi vì sao? Mọi người hình dung một điều là một người mẹ, một người con mà luôn luôn khát khao có mẹ, thiếu hơi ấm của mẹ, thiếu sự chăm sóc của mẹ, và khao khát thì nhìn người khác để hình dung ra mẹ của mình, thì một điều rằng nó thèm khát đến mức độ nào. Mà tôi nói thật là hạnh phúc nhất trong cái quãng thời gian làm, chưa thành công tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Bởi vì sao? Trong quá trình một tuần tôi đắp tượng mẹ tôi thì bà là người gần gũi, mà có lẽ là cho đến bây giờ vẫn là cái thời gian mà gần gũi tôi nhất cho đến bây giờ. Và trong quá trình một tuần đó tôi làm thì luôn luôn là tôi tâm sự với mẹ, mặc dù là độc thoại, nhưng tôi hiểu rằng mẹ cũng đã nhận được cái tình cảm đó.
Và đấy là một cái niềm hạnh phúc mà sau khi thành công thì có lẽ là không thể nói hết được cái niềm vui hạnh phúc của tôi và của gia đình như thế nào. Vâng, một câu chuyện rất là cảm động đúng không ạ? Để về tình mẫu tử của một người con dành cho mẹ của mình. Bây giờ sau 30 năm, gần 40 năm thì tại sao anh lại quyết định chia sẻ câu chuyện này với những người bạn của mình? Vâng, thì mọi người biết đấy, vấn đề tâm linh mà động tới chuyện mồ mả thì nó là cái vấn đề rất nhạy cảm. Và đây là cái công việc mà mọi hình dung là như tôi chia sẻ, đó là công việc của cá nhân tôi, của cá nhân gia đình tôi. Và mình chỉ mong muốn rằng có một cái chân dung mẹ tôi và anh chị em trong gia đình và người họ hàng để nhận biết và nhớ lại cái người thân của mình. Chứ không phải vì mục đích là mình làm cái đó để mình cho thiên hạ biết rằng mình làm một cái việc nó không bình thường. Và cái việc mà hiện nay trường quay và có mời tôi đến đây hôm nay thì đúng là nó cũng là một cái sự vô tình mà những người bạn của tôi mà nhận biết ra một cái việc như thế này. Và người ta cũng rất là ngạc nhiên và người ta cũng rất mong muốn rằng cái này tôi được chia sẻ. Và tôi cũng nhân tiện mà cái ngày hôm nay là cái ngày 14 tháng 5 là cái ngày của mẹ và cũng ngày mà mang cái dấu ấn rất lớn của những người con với người mẹ. Thì tôi cũng mong muốn rằng cái tình cảm của mình, cái việc làm của mình đối với mẹ mình thì muốn chia sẻ với mọi người hiện nay đang còn có mẹ. Thì cố gắng mình làm sao ấy là mình phải trân trọng cái tình cảm ngay từ lúc mình đang còn có mẹ. Thì đấy là mà tôi muốn chia sẻ với mọi người là với mục tiêu là như vậy. Vâng, và chắc chắn là chúng tôi, những người thực hiện chương trình cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này thì cũng đều sẽ cảm nhận được tình cảm của mình, của tiến sĩ Thi Sơn dành cho mẹ của mình qua câu chuyện cảm động vừa rồi. Và thưa quý vị, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất của con người và nó có thể khiến người ta quên đi bản thân của mình và hy sinh tất cả vì con hoặc là vì mẹ. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng là ai còn mẹ là người ấy đang rất may mắn và hạnh phúc. Và hãy yêu thương mẹ khi còn có thể. Và hãy nói yêu mẹ khi mẹ vẫn còn ở bên. Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say, ngủ một giấc dài chẳng bao giờ dậy. Lúc đó thì mọi sự yêu thương hay là hối hận cũng đều đã muộn. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Thi Sơn vì đã tới với trường quay Chào Buổi Tối và chia sẻ câu chuyện hết sức xúc động của mình.